Quý vị và các bạn, tất cả chúng ta ai cũng có những lý tưởng để theo đuổi, những giấc mơ để dệt nên và sức mạnh để theo đuổi những ước mơ ấy. Miễn là chúng ta phải luôn giữ vững niềm tin, không ngừng kiên trì và cố gắng. Ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện về một niềm đam mê công nghệ. Ước mơ đem niềm vui được thể nghiệm, sáng tạo robot đến với cộng đồng của một anh chàng có một biệt danh rất đặc biệt, anh robot. Một trận cầu gay cấn với các cầu thủ là những chú robot được lắp ráp từ bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 5, điều khiển bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Những chú robot có thể đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, thậm chí đi hình zig zag. Đặc biệt hơn, người chế tạo ra những chú robot này là các em học sinh lớp 7. Lớp học robot đá bóng nằm trong dự án robot cho mọi người của chàng trai sinh năm 1991 Phan Hoàng Anh. Chàng trai này còn được biết đến với biệt danh Anh Robot. Hoàng Anh đam mê chế tạo những chú robot từ khi còn là học sinh cấp 2. Robot đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chàng trai 25 tuổi này. Lần đầu tiên mình chế tạo một con robot là vào năm mình học lớp 7. Nó kỳ diệu lắm. Nó như là mình đang sống ở một thế giới khác vậy. Không sống ở trong thực tại của mình. Nó như là mình đang có một phép màu, mình điều khiển được một cái gì đó có thực, mình thấy rất vui. Dự án robot cho mọi người bắt nguồn từ mong muốn chia sẻ kiến thức và niềm đam mê chế tạo robot tới cộng đồng. Kênh YouTube Robot cho mọi người của Hoàng Anh đã có hàng ngàn video hướng dẫn cách chế tạo robot, đã trở thành một trong những kênh hàng đầu về hướng dẫn làm robot cho những người không chuyên. Mình bắt đầu ý tưởng là tại sao không chia sẻ những kiến thức này cho tất cả mọi người để robot trở thành một thứ không còn quá thần kỳ. Có rất nhiều người là cứ bật video lên, làm theo đúng hướng dẫn từ 1 đến hết và sau đó họ có một con robot. Mình nhận được những lời cảm ơn của những người đã chế tạo thành công robot và anh ơi, hướng dẫn của anh dễ hiểu quá, vui quá, em làm được con robot này rồi, không ngờ công nghệ nó dễ như vậy. Là mình cảm thấy vui hơn và càng ngày càng có động lực để chia sẻ thêm kiến thức cho cộng đồng. Là một người đam mê công nghệ, dành nhiều thời gian và công sức theo đuổi đam mê, Phan Hoàng Anh cũng là một người khao khát cống hiến và sống bằng giáo dục. Các lớp học robot cho mọi người được tổ chức đã cùng với các em nhỏ khơi dậy niềm yêu thích với công nghệ và mong muốn khám phá thế giới. Thế rất vui khi mà được chế tạo con robot cho riêng mình. Có hay, có tuyệt vời và rất vui. Lúc mà chưa lắp thì em rất là hồi hộp. Khi lắp xong rồi thì em thấy là kiểu là rất là hạnh phúc. Em rất thích học robot ạ. Những chú robot đá bóng hôm nay là trò chơi của các em. Nhưng sự đam mê, niềm yêu thích học tập, khám phá và làm chủ công nghệ mà lớp học robot và dự án robot cho mọi người gieo vào các em ngày hôm nay sẽ là những hạt mầm, những điều kỳ diệu mà các cô bé, cậu bé này sẽ làm được trong tương lai. Em nói một cái ngôn ngữ nào đó mà máy móc của mình hiểu được thì đó là cảm giác vui mừng sau khi mình có thêm một quyền năng điều khiển được một thứ gì đó trong cuộc sống. Qua khóa học này thì có rất nhiều các bạn học sinh lúc đầu thì khá là rụt rè, nhưng mà sau khi tham gia học thì các con cũng đã mạnh dạn hơn, không chỉ tích cực ở trên lớp học, không nghỉ học mà các con còn về nhà còn đam mê rồi còn tháo lắp, phát huy được một cái tính tư duy của các cháu, rồi tính ứng dụng và tính phát triển trong các bộ môn mà các cháu được học trong nhà trường, trong đời sống thực tiễn. Tôi với cả bố cháu thì rất là thấy vui vì là có những cái thứ để nó đam mê hơn, liên quan đến rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Và mình kỳ vọng điều gì sẽ xảy ra sau khi mà 20-30 năm nữa, khi các em lớn lên và những thứ các em điều khiển không chỉ là mấy con robot chạy mà có thể là những công trình lớn, những nhà máy hoạt động để sản xuất ra cho con người.
Những chú robot biết đá bóng mà các em nhỏ lắp ráp và lập trình ngày hôm nay trong tương lai có thể trở thành những cỗ máy hiện đại, giúp con người khám phá thế giới và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng và tin tưởng rằng ước mơ chinh phục đỉnh cao tri thức, khám phá và chiếm lĩnh công nghệ mà chàng trai trẻ Phan Hoàng Anh cùng dự án Robot cho mọi người đã và đang ươm mầm cho các em nhỏ sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.